Thưa phò mã, người chuẩn bị về nhà, nhưng mà thằng thấy là phò mã có vẻ ưu tư. Hình như người có chuyện gì lo lắng phải không? Tại sao ngươi lại gọi ta là phò mã? Ngươi vừa là cận thần, lại là người bạn thân thiết của ta kia mà. Dạ, công chúa đã có lệnh. Khi bước chân vào vương quốc của công chúa thì phải gọi hoàng tử là phò mã mới đúng quy định của triều đình. Hoàng tử đã sang đây làm rể, chứ không còn ở vương quốc của chúng ta nữa. Ta biết, nhưng khi chỉ có ta và ngươi, ta muốn ngươi gọi ta là hoàng tử. Dạ. Chắc là ngươi quên, lúc còn nhỏ ta với ngươi đã coi nhau là huynh đệ kia mà. Dạ, thần rất là may mắn được theo hầu hạ hoàng tử từ nhỏ, cho nên là chúng ta có mối thâm tình từ nhỏ. Nhưng thần vẫn không quên thân phận tôi tớ của mình. Xin hoàng tử cho thần được gọi người là phò mã cho đúng với lễ nghi. Cũng được, ta không muốn người phải khó xử. Với lại thầy của ta đang bệnh nặng, ta đang muốn về thăm người, nhưng là ngại phải gặp mẹ của ta, cho nên là ta đang phân vân, không biết phải làm sao cho trọn vẹn đôi đường. Thần xin mạo muội hỏi hoàng tử, tại sao người không dẫn công chúa đi cùng, sẵn dịp cho công chúa bái kiến nữ hoàng luôn một thể? Ngươi là cận thần thân cận của ta, nên ta biết ngươi hiểu tính ý của mẹ ta mà. Việc ta rời khỏi cung đến đây để làm phò mã đã làm cho mẹ ta vô cùng tức giận. Ta biết chỉ khi nào Lệ Hoa đồng ý theo ta trở về thì lúc đó mẹ ta mới chịu tha tội cho ta và nhìn nhận nàng là hoàng túc. Thưa phò mã, do nữ hoàng đặt hết kỳ vọng vào phò mã, lúc nào người cũng mong muốn là phò mã sẽ là người kế vị ngai vàng để trị vì đất nước. Nhưng ta không màng chuyện chính sự. Thật ra ta chẳng ham chuyện triều chính, ta chỉ muốn sống thảnh thơi hạnh phúc bên Lệ Hoa mà thôi. Người mà chỉ mới gặp lần đầu ta đã yêu tha thiết. Chỉ tiếc là Lệ Hoa không đồng ý làm dâu ở vương quốc của ta, nên ta đã bất chấp sự phản đối của mẹ ta, từ bỏ cái giang sơn, về đây làm rể theo ý nguyện của nàng. Mọi chuyện cũng đã an bài, xin phò mã đừng nên buồn phiền. Thần nghĩ là một thời gian nữa nữ hoàng sẽ nguôi dần, lúc đó phò mã đưa công chúa về bái kiến cũng không buồn. Ta cũng mong là như vậy. Ủa, ai như là thị nữ Ngọc Nhi? Hình như nàng ta đang chờ ai thì phải. Nàng ấy không phải đứng chờ ai, mà nàng đang đứng đợi để đón ai đó. Đón ai à? Giang Tuấn, ngươi đang giấu ta chuyện gì, đúng không? Khi chưa tìm ra chân tướng thì thần không thể nói ra cho phò mã nghe được. Ta biết khi làm việc ngươi rất thận trọng, nhưng đây là cung của công chúa Lệ Hoa. Ngươi nói vậy không lẽ là có chuyện gì mờ ám hay sao? Thưa phò mã, thần phò mã, thiếp đã chuẩn bị tất cả hành trang đầy đủ cho chàng rồi, chàng về xem còn thiếu gì nữa không? Xin phép phò mã và công chúa, thần xin cáo luôn. Ngươi lui đi. Ngọc Anh, Ngọc Nhi, dạ, hai người cũng lui luôn đi. Dạ. Lệ Hoa, ta định sẵn dịp này ta sẽ dẫn nàng về bái kiến mẹ ta, nàng nghĩ sao? Phò mã à, chàng cũng biết á, nữ hoàng ngoài mặt cho chàng qua đây làm rể, nhưng trong lòng thì rất giận kia mà. Bây giờ về bái kiến, thiếp nghĩ người sẽ không ra mặt chấp nhận. Nhưng mà phận dâu con, nàng cũng phải nên nhún nhường chứ. Ta đã vì nàng sang đây làm rể thì nàng cũng phải vì ta
Biết đâu nàng sẽ làm mẹ ta nguôi giận thì sao? Phò mã, thiếp cũng chưa biết á, là thiếp có làm cho mẹ của chàng nguôi giận hay không, cái đó còn tùy. Nhưng mà thiếp đã quen với cuộc sống ở trong cung mình đầy đủ và vui vẻ rồi. Bây giờ theo chàng và đất nước của chàng, đường xá thì xa xôi, mệt mỏi, rồi còn phong tục tập quán lại khác biệt nữa. Nói chung là khó mà hòa nhập lắm. Chẳng lẽ là nàng không muốn biết về đất nước của chồng mình hay sao hả? Thì một thời gian nữa, khi nào mà nữ hoàng nguôi ngoai rồi á, thì chúng ta sẽ về thăm nữ hoàng ha. Còn bây giờ á, thì chưa phải lúc. Phò mã, thiếp biết á, là chàng vì yêu thiếp mà chấp nhận sang đây để làm phò mã. Nhưng chàng đừng bắt thiếp phải về bái kiến mẹ chàng khi thiếp chưa chuẩn bị tinh thần nha. Nhưng mà không có nhận nhị gì hết. Bây giờ thiếp đã chuẩn bị một bàn tiệc nhỏ để chia tay chàng rồi. Chàng đi phải nhớ về nhanh nha. Đi. Hoa, wow, nhìn bó hoa đẹp quá, ai tặng tỷ đó? Công chúa sai ta đến đây, nói là có người chờ ta. Nhưng mà khi ta đến thì chỉ thấy bó hoa, không thấy người đâu. Công chúa kêu tỷ tới đây hả? Mà bó hoa này là của ai? Ta cũng không biết nữa, nhưng đây là nội cung, chắc chắn là người quen biết. Nhưng mà là ai, tại sao lại không lộ diện chứ? Lạ quá ta, chuyện này em chưa từng nhìn thấy hoa đó. Thôi, chúng ta vào báo cho công chúa biết đi. Kẻ viết thư hẹn gặp ta để trình báo về việc quan trọng có liên quan đến phò mã Hoàng Vĩnh kia mà. Sao lại không đến? Chỉ có bó hoa này thôi sao? Em có nhìn kỹ chưa? Dạ thưa công chúa, em và Ngọc Anh đã tìm khắp nơi, nhưng mà giờ này ở ngoài hồ sen vắng vẻ không có ai, chỉ có bó hoa thôi à. Công chúa. Tuấn Huynh, Huynh có đi ngang hồ sen không? Có phát hiện kẻ lạ mặt nào gần đó không? Ta không đi ngang qua hồ sen, có chuyện gì xảy ra sao? Có kẻ hẹn gặp công chúa nhưng không đến, chỉ để lại bó hoa. Dạ bẩm công chúa, thần có thể giúp chuyện gì được cho công chúa hay không? Đây là nội cung của ta, nếu có cần gì thì ta sẽ báo hộ vệ, ngươi không cần phải bận tâm đâu. Nhưng mà lỡ có thích khách làm hại tới công chúa thì sao? Chuyện này là chuyện của ta, ta nghĩ không có chuyện gì đâu, các ngươi lui ra đi. Dạ. Hai người cũng lui ra đi. Dạ, dạ. Phò mã đang có mối quan hệ với một ca nữ và thường rời khỏi cung để qua lại với nhân tình, chứ không phải là đi thăm thầy bệnh. Khi nào gặp ta sẽ nói rõ hơn. Tại sao không đến mà gửi lại bó hoa này? Không lẽ có ai đó ngăn cản? Lê Hoa. Phò mã. Nàng đang làm gì mà ta thấy nàng có vẻ lo lắng dữ vậy? Thiếp
thiếp... Có chuyện gì sao? À không, thiếp chỉ có cảm giác thôi. Cảm giác? Cảm giác như thế nào? Nói cho ta biết. Phò mã, gần đây thiếp cảm thấy điều gì đó rất là bất an. Được rồi, nàng ngồi xuống đi, rồi nói tiếp. Ngồi xuống đây. Thiếp cảm thấy như có ai đó đang rình rập theo dõi chúng ta vậy. Đây là nội cung, có quân lính canh gác cẩn mật. Nếu như mà có thích khách, tại sao nàng không báo cho hộ vệ biết để ngăn chặn kịp thời? Tại thiếp cứ nghĩ là có người muốn hù dọa thiếp, nên thiếp muốn tự mình điều tra xem kẻ đó là ai thôi. Không lẽ kẻ muốn hù dọa nàng cũng chính là kẻ tặng hoa cho nàng hay sao? Sao chàng biết chuyện đó? Không lẽ... Văn tướng nói cho ta biết, những ngày ta đi vắng, trong cung xảy ra nhiều chuyện lạ, mọi người rất hoang mang. Còn nàng thì nàng lại không báo cho hộ vệ biết. Thiếp đã nói á, là thiếp muốn tự mình tìm ra kẻ đó kia mà. Tình chàng Tuấn kia thật là lẻo mép, lần này thiếp sẽ phạt nặng hắn mới được. Hắn là cận thần của ta, khi ta đi vắng, trong cung xảy ra chuyện gì, hắn báo cho ta biết. Cớ sao nàng lại trách hắn như vậy? Thiếp... Văn Tuấn nói với ta, công chúa có những biểu hiện bất minh. Rõ ràng là nàng ấy muốn đi ra ngoài, nhưng lại sợ ta nhìn thấy. Rồi lại nói là có ai đó theo dõi, rồi lại tự mình muốn điều tra. Đúng là định dương đông, kích tây đây mà. Ta sẽ đi gặp hậu vệ, ta có chuyện muốn bàn. Phò mã. Công chúa Lệ Hoa dám hẹn hò với nhân tình sao? Đức phò mã, phò mã, đây là khăn của công chúa. Đúng là nàng đã phản bội ta. Tại sao ngươi lại ngăn cản ta, không cho ta bước ra điểm mặt công chúa vậy? Phò mã, đây là cung của công chúa, xin phò mã đừng nên nóng vội, sẽ gặp bất lợi, có thể bị nguy hại tới tính mạng. Xin người hãy bình tĩnh mà đợi thần. Thần sẽ điều tra xem tên kia là ai, rồi lúc đó ngươi sẽ lật mặt công chúa cũng chưa muộn. Được, ngươi đi mau đi. Tuân lệnh. Khởi bẩm công chúa, chúng thần đã tìm khắp mọi nơi trong nội cung, nhưng không thấy Văn Tuấn đâu hết, và cũng không thấy Văn Tuấn ra khỏi nội cung. Văn Tuấn đi đâu cả ngày hôm nay mà không thấy mặt? Không lẽ có chuyện chẳng lành xảy ra với hắn hay sao? Ai nói với chàng Văn Tuấn xảy ra chuyện chẳng lành? Nàng đừng hỏi ta câu đó, nàng biết rõ hơn ta kia mà. Chắc chắn hắn đã tìm ra chân tướng, cho nên tính mạng của hắn bị đe dọa. Tính mạng của hắn bị đe dọa? Ai đe dọa hắn chứ?
chàng cho thiếp biết đi. Để ta đi tìm hắn trước đã. Đích thân ta phải đi tìm hắn mới được. Nhưng mà quân lính mới báo đã tìm khắp hết nội cung rồi mà. Gác cổng không thấy hắn ra ngoài, chắc chắn hắn phải ở trong cung. Vậy để thiếp đi cùng chàng nha. Tất cả mọi người chia nhau đi tìm Văn Tuấn đi. Dạ. Tuân lệnh công chúa. Đi. Công chúa, công chúa ơi, con người, hoàng tử, nhìn lên. Hoàng tử ơi. Ở bên kia. Ở bên kia. Văn Tuấn. Chiếc khăn này là của nàng đúng không? Đúng là khăn của thiếp. Nhưng mà tại sao lại liên quan tới cái chết của Văn Tuấn chứ? Đến giờ này mà nàng còn đóng kịch được hay sao? Chính mắt ta thấy nàng hẹn hò với nhân tình. Nếu như Văn Tuấn không cản ta, ta đã ra điểm mặt nàng rồi, và hắn sẽ không bị chết. Hoàng Vĩnh, chàng thật là hồ đồ. Đúng, là ta đã quá hồ đồ, bỏ cả cơ đồ để đi theo tiếng gọi của tình yêu. Đến bây giờ ta mới thấy được bộ mặt thật của nàng. Ta sẽ trở về vương quốc của ta, vĩnh viễn không bao giờ muốn gặp lại nàng nữa. Hoàng Vĩnh, Hoàng Vĩnh, nghe ta nói nè. Hoàng Vĩnh. Công chúa. Ta không có giết người. Công chúa. Công chúa à, bình tĩnh lại đi công chúa. Ta không phải là kẻ giết người mà. Hoàng Vĩnh, chàng bỏ thiếp mà ra đi thật sao? Chàng đi rồi thiếp mới chợt nhận ra thiếp yêu chàng thật nhiều. Bấy lâu nay ta được Hoàng Vĩnh yêu thương chiều chuộng nên chỉ biết đón nhận. Ta đã ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân mình mà chưa từng quan tâm đến cảm giác và suy nghĩ của chàng. Hơn nữa, chàng đã hiểu lầm ta. Nhất định ta phải tìm ra chàng để nói rõ mọi chuyện. Và điều quan trọng hơn là ta không muốn mất chàng. Công chúa, chúng ta đã đến vương quốc của phò mã, nhưng mọi thứ đều lạ lẫm. Bây giờ phải làm sao đây công chúa? Trời bắt đầu tối rồi, chúng ta phải hỏi đường để tới hoàng cung, kẻo đây không kịp công chúa ơi. Ta đã dặn hai nhà ngươi là không được gọi ta là công chúa nữa mà. Dạ, tụi em quên, thưa chị. Hai ngày nay đi đường xa cũng quá mệt mỏi. Ta nghĩ chị em chúng ta nên tìm quán trọ để nghỉ ngơi, rồi sáng mai lại đi tiếp. Dạ. Dạ. Phòng trọ nghèo nàn, ba cô nương cảm phiền nghỉ tạm. Cảm ơn ông chủ nhiều. Có chỗ cho ba chị em tụi tôi nghỉ lưng á là may mắn lắm rồi. Dạ, vậy cần gì thì cứ gọi, không phiền ba gì nữa. Dạ, cảm ơn ông. Ông chủ thật là hiếu khách ha. Hai tụi em cũng lo nghỉ ngơi đi, ngày mai mình đi sớm. Công chúa, chị cũng ngủ đi. Em thấy chị cũng đã mệt rồi đó. Công chúa à, em thấy lo quá. Chị em chúng ta lặn lội đến đây, ngoài phò mã ra chúng ta không có quen ai hết. Lỡ như mà phò mã không chịu gặp chúng ta thì sao hả công chúa? Em thì em chỉ lo nữ hoàng bắt tội công chúa vì Văn Tuấn chết đột ngột mà phò mã lại nghi là công chúa.
Chắc chắn chuyện này sẽ tới tai nữ hoàng đó. Ta không cam tâm để chàng hiểu lầm đâu. Cho nên ta phải gặp chồng ta để phân tỏ rõ ràng. Nếu như chàng khăng khăng không nghe lời ta và nữ dương có bắt tội, thì ta cũng mãn nguyện vì đã làm hết sức của mình. Trời đã sáng rồi, sao mình lại ngủ sai như vậy chứ? Công chúa, công chúa ơi, công chúa. Công chúa ơi, Ngọc Nhi đi đâu mà xách theo tất cả hành lý của chúng ta rồi? Không lẽ chị định bỏ trốn hay sao? Nơi đây xứ người xa lạ, Ngọc Nhi đâu có quen ai. Nếu như bỏ trốn á, thì Ngọc Nhi biết đi đâu chứ? Em đừng lo, ra ngoài hỏi ông chủ thử. Không chừng Ngọc Nhi đi mua thức ăn để chúng ta đem theo đó. Mấy ngày nay đi đường xa mệt nhọc, em nghe Ngọc Nhi than thở là muốn quay về. Để em gặp chủ quán hỏi mới được. Công chúa ơi, Ngọc Nhi đã bỏ đi và mang theo tất cả tư trang hành lý của chúng ta rồi. Sao? Sao em biết? Dạ, nàng ấy đi từ rất sớm và còn dặn ta là để cho hai người ngủ không được đánh thức. Ông có biết cô ấy đi với ai và đi đâu, đi từ lúc nào không? Tôi cũng không biết, vì lúc đó trời còn rất sớm, tôi đang ngủ, nghe tiếng lục đục thì tôi thức giấc. Và chỉ nghe cô ấy nói như vậy. Chị ơi, tất cả vàng bạc tư trang đều đã mất hết rồi chị. Chúng ta không còn tiền để trả nữa. Bây giờ phải làm sao ạ? Nè 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 nè, tôi nói cho hai người biết nha. Tôi với hai người không quen biết. Tôi không cho thiếu đâu. Bây giờ kiểm tra trên người, còn cái gì đáng giá bán lấy tiền trả cho tôi. Bằng không tôi sẽ báo quan bắt hai người. Ngoài cái dòng đính ước của Hoàng Vĩnh, ta không còn tư trang gì cả. Nhưng ta không thể bán nó được. Có nó, ta mới có cơ hội để gặp Hoàng Vĩnh. Chị à, em sẽ ở lại đây để làm công cho ông chủ trừ nợ. Còn chị cứ lên đường tìm chồng của chị đi. Ngọc Anh! Ông chủ à, tôi sẽ ở lại đây giúp việc cho ông, để trả tiền phòng trọ. Đợi khi nào chị tôi mang tiền tới, chị ấy sẽ chuộc tôi. Vậy cũng được. Coi như cô ở đây làm công trừ nợ, chừng nào chị cô có tiền trả cho tôi, thì tôi sẽ cho cô về. Vậy nha. Ngọc Anh à, chị không thể làm như vậy. Em không sao đâu mà. Cảm ơn người nhiều lắm. Ngươi cứ yên tâm, khi ta gặp được chồng ta rồi, ta sẽ quay lại đây để chuộc ngươi ra. Chị nhớ bảo trọng rồi quay về đón em nha. Ngươi cũng bảo trọng. Muôn tàu nữ hoàng, hoàng tử đã đến và đang đứng bên ngoài chờ lệnh. Cho vào. Tuân lệnh. Mời hoàng tử nhập điện. Dạ thưa mẹ, mẹ chờ gọi con. Từ ngày con trở về đến giờ, sau lúc nào ta cũng thấy con âu sầu ủ dột, lại còn cố tình tránh mặt ta nữa chứ. Tại sao vậy? Con xin mẹ hãy cho con thêm thời gian. Con chưa thể nguôi ngoai như chuyện đã xảy ra vừa qua. Thưa mẹ. Thấy con quá si mê công chúa Lệ Hoa, ta đã miễn cưỡng tác thành
nhưng con lại đi theo tiếng gọi của tình yêu, bỏ cả ngôi kế vị để sang bên đó làm rể. Bây giờ con trở về. Ta biết con có nỗi khổ riêng, nên ta đã không một lời trách móc. Con biết ơn mẹ đã động lòng tha thứ cho con. Bỏ đi, ta không nhắc lại chuyện cũ nữa. Nhưng kể từ bây giờ, con phải toàn tâm toàn ý cùng ta lo chuyện triều chính. Bởi vì bọn phản tặc càng ngày càng lộng hành. Bọn chúng chiêu mộ binh sĩ để chống lại triều đình. Nên con phải suy tính cách nào để đối phó lại với bọn chúng. Dạ thưa mẹ, việc triều chính trước giờ con chưa từng tham gia. Thưa mẹ, con sợ là mình sẽ không gánh vác nổi trọng trách. Ta dạo này phụng thể bất an, nên ta giao trọng trách đối phó với bọn phản tặc cho con làm. Con hãy cố gắng hết sức mình. Ta tin là con sẽ làm được. Vì vậy, kể từ bây giờ, ta không muốn nhìn thấy bộ mặt thảm hại buồn rầu của con nữa. Con có nỗi khổ tâm riêng, cho nên u uất ở trong lòng. Đến giờ, con vẫn không tin là vợ con lại ra tay tàn độc như vậy. Ta biết, con còn ám ảnh bởi cái chết của Giang Tuấn. Nhưng chuyện cũng đã xảy ra rồi. Người chết không thể nào sống lại được. Con phải quên hết quá khứ, không cần phải truy cứu nữa. Cho dù kẻ ra lệnh giết người là vợ con sao mẹ? Con nên nhớ là đấng nam nhi. Con phải biết việc gì là trọng. Hiện giờ đất nước đang có biến, con phải thể hiện cho ta thấy cái tài, cái trí của người kế vị tương lai của Dương quốc đi. Còn những chuyện khác, ta sẽ tính sau. Dạ thưa mẹ, con xin tuân lệnh. Ở đâu ra một cô gái đẹp giữa chốn rực quang như vậy? Kìa nàng, nàng là tiên nữ hay là hồ ly mà đẹp như vậy? Buông ta ra. Mẹ, buông ra. Hai người, hai người tha cho ta đi. Ta hứa sẽ đà tạ hậu hĩnh mà. Tha cho ta đi. Kìa nàng, ta nhìn trên tay của nàng có chiếc vòng thiệt là đẹp, hãy đưa cho ta đi. Không được, mẹ. Không được.
mày không thấy gì sao? Nàng thiệt là đẹp, lúc hoảng sợ nhìn càng đẹp hơn. Thôi cho ta đi mà, buông ta ra, buông ta ra. Bà già, thằng mày muốn làm cái gì? Bà đâu ra vậy? Hả? Tao làm cái gì thì kệ tao. Tụi đâu có làm gì đâu. Tụi bay tính làm gì cô gái này? À, đi đi đi. Hả? À, đây bà lây bệnh cho mình đó. Đi không? Đi 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 đi. Cô bình tĩnh đi. Cô bình tĩnh đi, đừng sợ. Cô đừng có sợ. Tôi không có làm gì cô đâu. Cô đừng có sợ. Tại vì tôi giả như vậy đó để tôi hù hai cái thằng đó. Đừng sợ. Cô có sao không cô? Cô có sao không? Dạ không. Cô không sao hết hả cô? Thôi được rồi, cô theo tôi đi. Cô đi theo tôi về nhà đi. Rồi tôi lo cho cô ha. Không sao, tôi giả vậy thôi chứ không có gì hết. Cảm ơn bà. Đi, đi nha. Bà. Nè, cô ăn chén cháo này đi. Dạ. Cô đi đâu mà có một mình ở trong rừng vậy? Tôi thấy cô có vẻ mệt mỏi và đói lắm phải không cô? Dạ, con đi tìm chồng con. Tìm chồng? Cảm ơn lão bà đã cứu con. Ơn cứu mạng này con sẽ không bao giờ quên. Ừ, thôi cô đừng có khách sáo. Ăn chén cháo đi. Bà thì ở đây có một mình hà. Cô cứ ở lại đây đi, đừng có ngại gì hết trơn á. Ăn đi cô. Con ăn chén cháo này xong, con phải đi tìm chồng của con. Lão bà, con nói thật, con mồ côi cha mẹ từ nhỏ, cho nên con xin phép được nhận người làm mẹ nuôi của con nha. Sau khi con đoàn tụ với chồng, con sẽ quay lại đây đón mẹ về ở với tụi con. Cảm ơn con. À, mẹ mong sao là mẹ con chúng ta sớm được đoàn tụ. Dạ. Ăn đi con, ăn hết chén cháo đi cho nó khỏe. Dạ. Ngon quá. Ăn đi con. Dạ. Văn Tuấn. Đúng là Văn Tuấn rồi. Nhưng anh chết rồi mà. Đồng Nhi là thị nữ của Lê Hoa mà, tại sao lại có mặt ở đây? Phò mã. Thần. Dạ. Bái kiến phò mã. Bái kiến phò mã. Tất cả là do mẹ ta sắp đặt hay sao? Tại sao mẹ ta lại có thể đối xử tàn nhẫn với ta như vậy? Nữ hoàng muốn chia rẽ hai vợ chồng phò mã, nên một mặt cố tình loan tin với công chúa là phò mã ngoại tình, một mặt lại sắp đặt
cho phò mã nghi ngờ bắt gặp công chúa gian dối với tình nhân. Vậy cái đêm mà ta bắt gặp vợ ta hẹn hò với tình nhân chẳng lẽ là do nữ hoàng sắp đặt hết sao? Dạ, chính Ngọc Nhi là người mặc quần áo giả dạng công chúa đêm hôm đó. Dạ, xin phò mã tha tội. Xin phò mã tha tội. Nữ hoàng biết chúng tôi yêu nhau, cho nên là đã ra điều kiện. Nếu hai chúng tôi hoàn thành kế hoạch của người, thì người sẽ tác hợp chúng tôi nên duyên. Xin phò mã tha tội. Xin phò mã tha tội. Xin tha tội. Thần đã khai tất cả sự thật. Sau đó, nữ hoàng ra lệnh cho thần giả chết để du quan cho công chúa. Còn bắt Ngọc Nhi ăn trộm vàng bạc để cho công chúa nản chí mà bỏ về nước. Tất cả đều là mưu kế của nữ hoàng nhằm tách phò mã ra khỏi công chúa để cho phò mã quay trở về. Ta hối hận quá. Chính ta đã hồ đồ. Ta không phân biệt được đúng sai. Cho nên ta đã trách lầm Lệ Hoa. Ta phải đi tìm mẹ ta. Ta phải làm rõ chuyện này mới được. Về bản phò mã, bọn phản tặc đang nổi loạn. Thần nghĩ là nữ hoàng đang lao tâm khổ trí để lo đối phó với bọn chúng. Xin phò mã đừng gây thêm phiền não cho người. Nhưng còn Lệ Hoa, thị nữ Ngọc Nhi đã lấy hết tiền bạc tư trang của cô ấy rồi. Bây giờ nàng sẽ ra sao đây? Thần cũng không biết tin tức của công chúa Lệ Hoa. Thần xin phò mã hãy bình tâm. Để chuộc lại lỗi lầm, thần và Ngọc Nhi sẽ đi tìm. Nếu như có manh mối gì thì thần sẽ báo cho phò mã biết. Dạ. Đứng lại. Đi đâu đây? Dạ, cho tôi được vào diện kiến hoàng tử. Đi chỗ khác. Nhìn nàng ăn mặc rách rưới lôi thôi ghê quá. Tránh ra mau lên. Tôi có chuyện quan trọng cần bái kiến hoàng tử. Đừng có nói năng linh tinh, có chừng bị phạt bây giờ. Chuyện quan trọng của nàng chắc là đi xin ăn phải không? Tôi có chuyện quan trọng cần diện kiến hoàng tử mà. Đây là chiếc vòng bửu bối của nữ hoàng tặng cho tôi. Xin đưa tận tay hoàng tử, ác người sẽ cho tôi diện kiến. Chiếc vòng bửu bối của nữ hoàng hả? Nàng chắc chứ? Vậy thì tránh xa ra đi. Ta sẽ vào bẩm báo cho gặp hoàng tử. Có chuyện gì? Dạ, bái kiến nữ hoàng. Nàng này nói là có chiếc vòng bảo bối của nữ hoàng tặng cho nàng. Thưa nữ hoàng, con là công chúa Lệ Hoa, là con dâu của nữ hoàng. Con xin bái kiến nữ hoàng. Ngươi thật là hàm hồ, vô lễ. Con dâu của ta là công chúa canh vàng lá ngọc ở trong cung cấm. Chứ sao lại có thể ăn mặc lôi thôi bẩn thỉu như người được. Thưa nữ hoàng, con không có hàm hồ. Xin người cho con gặp Hoàng Dĩnh, chàng sẽ nhận ra con. Trên tay người đang cầm chiếc vòng gia bảo mà chàng đem đến để làm tín vật cầu hôn con. Người đã ăn trộm chiếc vòng của con ta, rồi đến đây giở trò lường gạt ta phải không? Ta sẽ trừng phạt người thật là nặng, để dạy cho người một bài học. Thưa nữ hoàng, con chính là công chúa Lệ Hoa. Chồng con đã hiểu lầm, nghi qua con giết người, nên chàng đã giận dữ quay về nhà. Con không ngại đường xa xa xôi, quyết tâm đi tìm chồng để minh oan. Nhưng mà trên đường đi, con đã bị một thị nữ phản bội, lấy trộm hết vàng bạc và tư trang. Ngươi vẫn còn ngoan cố tự nhận mình là công chúa hay sao? Thưa nữ hoàng, con xin người, con rất yêu Hoàng Dĩnh,
Con đã vượt qua biết bao gian nan vất vả, chỉ mong muốn được gặp lại chàng. Chỉ cần được nhìn thấy mặt chàng, được ở bên cạnh chàng, nữ hoàng bắt con làm gì con cũng đồng ý. Ngươi vừa nói ta bắt ngươi làm gì, ngươi cũng đồng ý hay sao? Thưa dân. Được rồi, điều kiện của ta là ngươi không được nhận Hoàng Vĩnh làm chồng. Ngươi phải đồng ý đổi khăn che mặt, phải uống thuốc bị câm để không thể nói được, thì ta mới đồng ý cho ngươi làm tỳ nữ ở bên cạnh Hoàng Vĩnh. Ngươi thấy thế nào? Thưa dân, con đồng ý. Thưa hoàng tử, đêm đã khuya, xin ngài hãy vào phòng nghỉ ngơi. Ta đang đọc ghi chép sử sách của các bậc tiền bối về cách thức đối phó khi nước nhà có biến. Ngẫm lại, ta thấy ta còn non nớt về chính sự, và ta khâm phục nữ hoàng. Tuy là phận đàn bà yếu đuối, nhưng cai quản cả một đất nước rộng lớn được yên bình, nước rộng lớn phải có một nghị lực phi thường và cái đầu rất sáng suốt. Thưa hoàng tử, nữ hoàng tuy nghiêm khắc lạnh lùng quyết đoán, nhưng người lúc nào cũng đặt sự thái bình của dân chúng lên hàng đầu. Vì vậy, người muốn hoàng tử bằng mọi cách phải thu phục bọn phản tặc, vì người không muốn thấy cảnh binh đao loạn lạc. Ta hiểu tâm ý của mẹ ta. Người luôn lo nghĩ tới sự yên bình của con dân. Nhưng sao trong tình riêng, mẹ ta lại tàn nhẫn một cách đáng sợ như vậy? Ta chỉ đang xem lại cách ứng xử của các bậc tiền nhân. Ngươi cho mọi người nghỉ ngơi đi, không cần phải chờ ta làm gì. Dạ, thưa hoàng tử, bảo vệ hoàng tử là trách nhiệm của chúng thần. Thần xin cáo lui ra ngoài, nếu có chuyện gì cần, hoàng tử cứ gọi, thần sẽ có mặt. Dạ bẩm hoàng tử. Sao rồi, có tin tức của Lệ Hoa chưa? Hạ thần đã cho mọi người đi dò la khắp nơi để tìm tin tức, nhưng không ai biết tin tức của công chúa Lệ Hoa ở đâu. Tiếp tục cho người đi tìm cho ta. Tuân lệnh. Lệ Hoa ơi, nàng ở đâu? Còn sống hay đã chết? Trà có mùi lài. Chỉ có một mình Lệ Hoa mới biết ta thích uống trà hoa lài này. Nàng kia, nàng là ai? Tại sao phải che mặt như vậy? Khai bẩm hoàng tử, nàng ta bị câm và gương mặt xấu xí nên đành phải che mặt lại. Lùi ra. Dạ. Yeah.
Lệ Hoa, Lệ Hoa, nàng đang ở đâu? Lệ Hoa. Tâu nữ hoàng, hoàng tử đang lo lắng, tìm mọi cách để đối phó với bọn phản tặc. Thần thấy hoàng tử đã trưởng thành và chín chắn hơn trước rất nhiều. Nếu hoàng tử biết chuyên tâm lo chuyện triều đình, thì khi nước nhà có biến, nó đâu phải chật vật để đối phó như vậy. Tâu nữ hoàng, hoàng tử đã hối hận về những chuyện đã qua. Xin nữ hoàng trọng lòng tha thứ. Ta biết nó hối hận, nhưng vẫn còn u uất ở trong lòng, nên vẫn sống khép kín và luôn giữ khoảng cách với ta. Thưa nữ hoàng, tỳ nữ đội đèn đã đến, đang đứng ở ngoài chờ để được bái kiến. Cho vào. Tuân lệnh. Các khanh lui xuống. To gan, ta đã nói với ngươi, ngươi chỉ được đội đèn đứng yên một chỗ. Sao ngươi dám cãi lời ta? Ta sẽ phạt ngươi. 3 ngày, ngươi phải vào bếp làm công việc của một tỳ nữ. Đêm thì phải đứng đội đèn. Lần này, nếu sai phạm, ta sẽ không tha cho ngươi nữa đâu. Đâu? Dạ. Dạ. Lệ Hoa, Lệ Hoa, đúng là nàng rồi. Lệ Hoa, mau tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Lệ Hoa. Hả? Nàng nói gì? Nàng nói gì? Nàng bị làm sao vậy? Tại sao nàng không nói được vậy? Hả? Nàng nói gì đi. Lệ Hoa, Lệ Hoa, nàng nói đi. Dạ tham kiến nữ hoàng. Lệ Hoa à, ngươi là kẻ đổng đỉnh và ích kỷ. Ngươi đã làm cho con trai ta vì si mê ngươi mà mù quáng, quên trách nhiệm của mình đối với gia đình và đất nước. Nhưng tại sao mày lại chấp nhận cho con ở rể, rồi lại tìm cách chia rẽ chúng con vậy? Chính mẹ là người đã ra lệnh cho văn tướng giả chết để đổ oan cho vợ con.
khiến cho nàng phải chịu biết bao nhiêu khó khăn hoạn nạn trên đường đi tìm con. Còn nữa, chính mẹ, mẹ đã làm cho nàng bị câm như vậy đấy, phải không vậy mẹ? Con không thấy đây cũng là bài học cho con hay sao? Khi gặp chuyện gút mắt, con đã thất vọng bỏ về mà không cần làm rõ chân tướng sự việc. Còn Lê Hoa, những ngày vừa qua, con có thấy trọng trách của Hoàng Vĩnh đối với đất nước nặng nề như thế nào chưa? Dạ. Dạ xin bái kiến nữ hoàng và hoàng tử. Miễn lễ. Các ngươi bình thân. Tạ ơn nữ hoàng. Công chúa đã oán giận sai về nữ hoàng rồi. Nữ hoàng luôn âm thầm cho người đi theo để bảo vệ công chúa. Khi công chúa một mình băng rừng, vượt suối, luôn có người đi theo. Lỡ có chuyện gì thì sẽ có người ứng phó kịp thời. Bà nói sao? Mẹ ta luôn cho người đi theo bảo vệ vợ ta sao? Dạ. Vậy là ta đã trách lầm mẹ ta luôn rồi. Dạ. Công chúa uống đi. Tôi đã nói được rồi. Lệ Hoa. Hoàng Vĩnh ơi. Lệ Hoa. Thì đã nói được rồi. Hoàng Vĩnh ơi. Ta cũng nhớ nàng lắm. Lệ Hoa. Con xin lỗi nữ hoàng. Xin nữ hoàng tha tội cho con. Vì quá ích kỷ, chỉ lo hạnh phúc cho bản thân, nên con chỉ muốn chiếm Hoàng Vĩnh cho riêng mình. Con đã quên chàng còn trọng trách là một vị minh quân tương lai cho Dương quốc. Thôi được rồi, con đứng lên đi. Nè tụi con, cái chuyện này đó nó không có ma, không có quỷ, mà không có bùa chú gì hết trơn trời á, tụi con chịu vô không? Ủa vậy có tiền hay công chúa không? Có đường vô không? Hả? Gì chứ? Chàng rể thông minh. Thông minh hay là thông anh? Thông anh. Sao? Tưởng gì chứ thông minh á là coi mình kéo vô hết cho vui. Thông anh là gì? Thông anh là vậy nè. Ủa gì kỳ vậy? Lại mắt bị sao hả anh? Ừ, là không thấy đường á. Thôi tụi con ở nhà hết đi. Ông vô đây chút xíu rồi, lần nào xíu thôi, rồi ông về hả? Ừ. Chứ tụi con mà vô trong này là hỏng chuyện hết. Ở nhà nha. Ông đi nha. Chàng rể thông minh. Trời đất ơi, đi đứa gì kỳ cục vậy?
đôi guốc của mình đâu rồi. Guốc của mình đây rồi. Cái gì vậy? Trời ơi, cái chân của tôi, cái guốc của tôi, cậu ơi. Cái guốc của cậu ngoài sau lưng cậu nè. Ủa, không thấy đường hả? Đâu có. Thấy sao không thấy? Guốc tôi để sau á, tôi sợ là người ta hả ăn cắp đôi guốc của tôi. Đi đâu đó? Đi đâu đó? Dạ. Đi giờ đi đâu? Tôi đi kén rễ. Chú. Chú đi kén rễ đúng không? Trời đất, quỷ thần kén rễ tôi già khăn, kén rễ cái gì? Mà biết cậu chưa? Tôi tính đi hỏi người ta nè. Tiện thể chú đây nè, chú chị giúp tôi đi. Tôi biết. Chú biết hả? Rồi tôi dẫn chú đi nha. Hết khỏi. Tôi trai chán gì, cần gì để ông già dẫn đi. Rồi. Chú cứ chỉ đi, tôi đi thẳng tới nơi cho chú coi. Đi theo tôi. Dạ. À, chú. Gì đó? Hướng nào chú? Đây nè. Dạ. Dạ. Đường này nè cậu. Đường này nè, bên đây nè. Đi theo tôi nha. Tôi biết rồi, tôi thử chú thôi đó. Chú đi trước đi. Cha nội thông minh không thấy đường. Trời ơi, một bà đặt tài lanh. Thôi mình cũng hướng dẫn cha đi. Rồi tới nơi chơi chốn cho nó xong việc vô rồi đi mà. Đi. Chú. Gì nữa? Chú già và da chú chắc khỏe quá ha. Lành dữ. Tới nhà rồi đó, cậu vô đi, tôi đi nha. Tới rồi không? Ừ. Ê. Ông lão. Ông lão. Trời đất ơi. Để giúp người thì giúp cho chót. Đưa người ta thẳng vô bên trong luôn đi. Bỏ ngoài này, biết sao vô trong nữa. Chào mọi người. Chào mọi người, cảm ơn mọi người đã đến đông đủ nha. Cứ tự nhiên nha. Tự nhiên nha cậu. Ủa bà, cái cậu kia làm gì mà cứ đứng sờ soạn cái cửa nhà mình vậy? Sao giống như đứng đo cửa vậy? Đi. Chứ ông già này thiệt tình, để giúp người giúp nè, cho chót đi. Cậu, cậu làm gì vậy? Xin hỏi ông đây là? Trời ơi, cả làng này ai không biết ổng. Ổng là bá hộ, bộ con không biết hả? Dạ, vậy là xin chào ông bá hộ. Dạ, tôi chắc chắn đây là bà bá hộ. Dạ, bà đẹp quá, trẻ nữa. Dạ, chào bà. Tôi. Đây là ông bá hộ, còn đây mới là bà bá hộ nè. Không phân biệt được hả? Tôi với ông bộ giống nhau lắm hả? Dạ, vợ chồng ăn đời ở kiếp với nhau, mặt ai cũng giống nhau, đẹp đều. Dạ. Nè, cậu làm gì á mà cứ đứng sờ soạn cái cửa hoài vậy? Vô không vô, ra không ra là sao hả? Dạ, cái này thú thiệt với bà, thú thiệt với ông. Là hả, vô đây thấy bộ cửa nhà mình đẹp quá, giống y chang bộ cửa nhà tôi vậy đó, rất là sắc sảo. Tôi kiểm tra coi chất lượng gỗ có tốt bằng nhà tôi không. Vậy là nhà cậu này cũng rộng rãi, thuộc thành phần khá giả. Đúng rồi đó ông, sáng láng nữa. Ừ. Dạ, ông bà tinh ý ghê. Tôi chỉ nói bộ cửa mà ông bà biết ra nhà cửa tôi như thế nào. Dạ. Thôi được rồi, đo xong rồi. Mời cậu vô ăn với anh em đi. Dạ, dạ, chào ông bà. Dạ, vô ăn. Ê, đậu. Trời ơi, trời ơi. Làm gì vậy, đo cột nữa hả? Gỗ tốt hả ông bà? Trời, dạ, tốt. Sao? Tò mò quá, ngồi đi. Chào các cậu. Rất vinh hạnh khi mọi người đến đây đông đủ để dự cái hội mà cán rễ gia đình của tôi. Để nhân dịp này, tôi xin gửi tặng đến quý vị khán giả một bài hát có mang tên là... Bà. Dạ. Chưa tới, đó chờ giải lao. Bây giờ kêu con gái mình ra, cho ta coi mắt đã. Tôi quên. Trời ơi, tôi thấy đông đủ và tôi vui quá. Cho nên là tôi nôn nao rồi, tôi muốn hát mà. Ta coi mắt con gái bà. Ủa bà nôn. Kêu đi. Con gái à? Thank you.
mình cũng phải cặp đồ, mở mắt to há hốc miệng, vừa tập đồ khen ngợi cô gái này đẹp. Xin đi. Diễn rồi. Thích rồi. Mấy cậu ta nữa. Không có giống đánh hàm phu tục tử, không có đam mê nhan sắc. Có lý. Mọi người ăn tự nhiên lên nha, cứ tự nhiên lên. Hết á, ở sao còn nhiều lắm cứ kêu lên nha. Bữa nay có chị tới là quý lắm, tôi rất là vui. Hả? Hồi nãy giờ á, thịt không ăn, ăn toàn là rau không à? Cậu ăn có ngon miệng không? Dạ, cảm ơn ông bà. Ông bà hào phóng quá. Đồ ăn rất là ngon. Sao tôi thấy cậu ăn rau hoài vậy? Ai chờ ác, để ngay dĩa rau trước mặt mình là mình cứ gấp được đúng một món rau. Tức thiệt. Dạ, không giấu gì ông bà. Tuy gia đình tôi khá giả, nhưng mà từ nhỏ tôi đã được giáo dục là làm cái gì phải tiết kiệm, ăn uống là phải thanh đạm. Vì vậy mỗi khi mà đi ăn cỗ, tôi chọn rau để ăn cho thanh đạm. Đó, bà thấy không? Con nhà có căn cơ, đã giáo dục ăn uống cũng phải đàng hoàng, chứ không phải giống cái đám háo ăn bên kia. Thấy rượu thịt cái tấp tấp. Tôi phải công nhận nha, từ tư cách cho tới sắc diện nha, tôi chấm đó. Có điều tôi thắc mắc một điều nè, cặp mắt không được bình thường, nói chuyện không có nhìn thẳng vào mặt mình nha. Thường thường quân tử phải nhìn mặt nhau mà nói, đằng này á ngó đâu đâu, và thỉnh thoảng ngó lên nóc nhà nữa, còn lộn tôi qua ông qua tôi nữa. Nhiều khi á nó hồi hộp quá nên lộn vậy thôi. Thôi cứ để từ từ coi sao. Mà tôi thấy con gái mình á có vẻ là thích cậu ta đó. Tôi cũng thấy vậy đó. Nè, cậu ăn miếng thịt đi nha. Đó, mặc dầu á là quen ăn tiết kiệm rồi, nhưng mà đây á là cái món này là ngon nhất ở đây nè. Dạ. Cậu ăn đi. Dạ, cái này là nể tình bà tôi mới ăn, chứ tôi ăn món thanh đạm quen rồi. Trời ơi, ăn đi cậu, ngon lắm đó. Phải đi hướng nào đây? Đây này. Đất ơi, ông lão ơi, ông đã đưa tôi vô đây thì tại sao ông không đưa tôi về luôn đi? Giờ sao đây? Ủa, cậu sao còn đứng đây? Khách khứa tạm uống về hết rồi, cậu đứng đây làm gì vậy? Dạ, thật sự á, con đứng ở đây á là mong chờ ông bà ra để con chào trước khi về. Đó, bà thấy không? Con nhà nha giáo, nói năng á thì lễ phép, ăn uống thì đàng hoàng. Nè, cậu có đồng ý làm con rể tôi không? Tôi gả cho. Nếu đồng ý á, về kêu mai mối tới đi. Dạ được. Cảm ơn ông. Dạ, cảm ơn ông nhiều lắm. Lộn. Bà chứ không phải ông. Dạ, ông đâu rồi bà? Ông đây nè. Vào đây. Dạ, con. Nè, chào phải không? Từ từ, để tao đổi chỗ. Rồi, chào đi. Rồi. Dạ, con cảm ơn ông bà. Dạ, con về. Con về rồi, con kêu bà mối tới. Dạ, con về. Ủa, đi đâu vậy? Dạ. Đây là hướng vô trong nhà. Đi thẳng đường này mới về nè. Dạ không, con muốn gặp tiểu thơ, con chào tiểu thơ trước khi về. Trời ơi. Thằng nó lễ phép quá. Thôi được rồi, con cứ về đi. Để ông vô nói lại nói cho. Đi con. Dạ. Đi về đi con. Đi. Đi thẳng đi con. Đi thẳng. Dạ đi thẳng. Dạ. Dạ. Khoan mày chào hả? Khoan. Bà đổi chỗ rồi mày chào đi. Dạ con về. Coi chừng nha. Trời ơi. Thằng này tội nghiệp hay bối rối không? Vậy đó. Kìa con gái. Sao nào? Con?
Nè, con có đồng ý á, thấy cậu này làm chồng không? Nếu đồng ý thì ba gả cho con. Anh mẹ thấy á, thằng này nè, tính ăn hết ở, nó đều tốt hết cho con. Hơn nữa sắc diện của nó lại sáng sủa nữa. Con thấy thì sao? Chịu không? Con đồng ý. Vậy thì hay quá. Tốt, tốt lắm. Gà đi con. Ăn đi con, ăn cháo cho nó nóng. Con đang đọc cái gì vậy? Dạ thưa mẹ, con đang đọc sách Thánh Hiền thưa mẹ. Hình như con cầm ngược rồi kìa con. Ngược sao coi được con? Mẹ à, người đọc sách Thánh Hiền giỏi không phải là chỉ có một cách đọc xuôi đâu mẹ. Mà những người học sâu, học rộng còn biết cách đọc ngược, đọc từ trên xuống dưới, đọc từ dưới lên trên, thậm chí đọc từ phải qua trái và từ trái qua phải nữa cơ mẹ. Độc đáo thiệt nha, con quả là một người đặc biệt đó. Lần đầu tiên mẹ mới nghe vậy đó. Ôi, hay quá, con quả là tài giỏi. À, nhưng mà con à, có thật mới giật được đạo. Con ăn đi con, ăn mới có sức khỏe rồi học tiếp nha con. Mẹ cứ để đó cho con. Chuyện ăn là chuyện nhỏ. Bây giờ con phải tập trung đọc hết cuốn sách Thánh Hiền này đã mẹ. Con rể của mẹ quá là tuyệt vời. Thôi mẹ đi xuống rồi con đọc rồi con ăn nha con. Dạ. Hết hồn hết vía. Ngày mai không có chơi cái trò nho sĩ này nữa, dễ chết lắm. Mùi cháo gà thơm thiệt, đúng lúc mình đang đói. Ăn cái đã. Mà không được, mình phải giữ cái giá của mình chứ. Có đói cách mấy cũng không được manh động. Cứ từ từ, đâu có mất đi đâu đâu. Công cha như núi, nghĩa mẹ như hơi nước trong. Ê, trời đất ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, sao mày hư quá vậy hả? Trời ơi. Ủa chuyện gì vậy mẹ? Sao vậy con? Con ngồi đây mà con chó nó nhảy lên nó ăn con không có thấy hả? Sao con không đuổi nó đi vậy? Trời ơi, làm nó ăn hết đồ của con rồi đây nè. Ây da, trời. Mẹ à, không sao đâu, mẹ đừng có tức giận. Con thiết nghĩ con chó là một con vật trung thành thì mình cho nó ăn một bữa tử tế cũng đâu có sao đúng không mẹ? Cứ để cho nó ăn đi mẹ. Con nhân từ thì cũng nhân từ về mức độ nào thôi. Con chó nó đâu có thức ăn riêng của nó rồi, nó làm sao mà nó ăn chung với mình được con. Thôi được rồi, để mẹ xuống mẹ làm cái khác cho con ăn nha. Dạ. Con cảm ơn mẹ. Con sẽ vâng lời mẹ. Con chó đáng kiếp. Mày có ngon mày bước lên đây lần nữa, phang cho què giò.
Con rể à, mẹ múc cái khác cho con rồi đây nè. Ăn đi con, ăn cho nó nóng nha con. Dạ, con làm phiền mẹ quá. Ừ, mà lần này nhớ canh coi chừng con chó nó lên nó ăn nữa đó con. Con biết rồi mẹ. Ờ, mẹ xuống dưới bếp đây. Dạ. Tội nghiệp nó ghê vậy đó. Mãi mê đọc sách một chó nó ăn hồi nào cũng không hay nữa. Mình phải đứng đây mình canh nó được. Con chú quỷ này, mày mà lên một ăn là con đánh mày bổ mày luôn. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hứa mới là đạo con. Ngon, mày dám quay trở lại à? Được rồi, bước lên đi, tao không quấn mày thành con. Má vợ mày vậy? Tôi chết rồi. Mày cứ tưởng là con chó nó đánh cho bỏ tức, ai ngờ đánh trúng bà mẹ vợ. Bây giờ phải làm sao đây? Mà còn tại bả, cái gì cứ sáp sáp vô hoài, rình mỏ gì mình. Thưa cha, con làm vậy là có lý do của con. Đồ hỗn láo, lý do gì? Lý do gì đánh bả? Dạ thưa cha, ông bà xưa ta có câu: nam nữ thủ thủ bất tương thân. Tuy biết mẹ là giặc mẫu của con, nhưng đích thực mẹ cũng chỉ là phụ nữ giống như bao phụ nữ khác. Vậy mà mẹ không giữ ý giữ tứ, cứ sáp sáp vào con. Một lần con có thể bỏ qua, nhưng đằng này là lần hai, lần ba. Cho nên con không kìm lòng. Vì vậy con, với lại đúng lẽ trong gia đình vợ phải hầu hạ chồng, có lẽ nào đâu để cho mẹ vợ đi hầu hạ con rể. Thưa cha mẹ, tội của con là tội nóng nảy, xin cha mẹ bỏ qua cho con. Mẹ ơi, chồng con đã giải thích rồi đó. Ờ, có lý. Đó, bà thấy không? Nó là đứa sống có phép tắc, tôi nhìn người không sai mà. Sao á, bà vô ý quá, cái sáp sáp vô chi, nó xảy ra chuyện như vậy. Cũng may á, nó là đứa bà đàng hoàng, chứ gặp á, mấy đứa bà trợn á, tiêu bà rồi. Trời ơi, ông không biết gì trơn, sáp sáp cái gì. Thì tôi thấy nó học bài mệt quá. Rồi tôi thấy con gái mình mệt nhọc, cho nên tôi cũng phụ con gái người ta, rồi đem đồ ăn thức uống lên cho, chăm sóc cho nó. Tôi đâu có ngờ nó nghĩ tôi vậy. Rồi cái thôi lần sau có gì con nhắc nhở mẹ, đừng đánh mẹ nữa nghe không. Con xin lỗi mẹ. Thôi, bà vô đây, tôi lấy dầu để sức cho. Mà quên nữa. Hả? Dạ. Có miếng ruộng trước nhà mình á, đang cần cày gấp, mà tá điền ta bận rồi. Không thấy ngày mai con cày giùm mẹ được không? Dạ được thưa mẹ. Mấy bữa nay con đọc sách Thánh Hiền cũng ngứa tay ngứa chân rồi, để nó con làm cho mẹ. Giỏi. Mẹ mẹ, để con phụ cho. Mẹ, hồi nãy con đánh mẹ, mẹ có đau không? Tao, bà đứng đây nè. Sao mày cứ lộn hoài, làm tao nhột quá. Thôi vô. Sức dầu đi. Lộn hoài. Thôi, anh ăn miếng cháo đi. Cảm ơn mình. Anh ăn đi. Mẹ, mẹ
ơi, con rể. Lộn rồi con, ruộng đó không phải của mình, ruộng của người ta. Dạ. Anh ơi, sao lại cốt trên đất của người ta vậy? Ruộng nào còn giống ruộng nào, không làm bờ đê ngăn cách là sao phân biệt được. Phiền ghê. À, mẹ vợ với vợ biết không? Tại vì con thấy ruộng bên người ta cao hơn ruộng mình, nên con tính ban lại cho bằng. Kẹo mùa mưa tới á, nước tràn qua ruộng mình, úng hết lúa. Trời ơi, tội nghiệp nó ghê vậy con. Nó siêng năng ghê con ha. Chồng con biết nhìn ra sông lộng mà mẹ. Ờ. À, con à, cái ruộng của mình á là nằm phía sau lưng con đó. Con chỉ cần quay qua một cái là ruộng của mình đó. Dạ, con biết rồi mẹ. À, ruộng bên đằng sau con đúng không mẹ? Ờ. Trời ơi, nó siêng ghê con ha. Cút lìa vậy đó. Thương gì đâu quá, thương quá. À, mà con ơi, con điều này mẹ hơi thắc mắc con. Từ hồi nó về làm rể tới bây giờ đó con, chưa bao giờ nói chuyện nó nhìn thẳng hai mẹ con mình á. Khi nào nói chuyện cũng nhìn rồi đâu. Anh biết nhìn xa trông rộng mà mẹ. À, thì ra là như vậy. Thôi, mình về đi mẹ. Ờ. Anh ơi, em để nước ở trên bờ, khi nào khác anh ra uống nha. Ờ, anh biết rồi, em cứ để đó đi. Em về trước nha anh. À vợ à, em nhớ đưa mẹ về cẩn thận nha. Anh cuốc hết đám ruộng này anh về. Dạ. Thôi mình về đi mẹ. Ờ, mình về đi con. Mệt ghê. Vô. Vô. Ăn đi em lấy cơm. Rồi để. Hay à. Lâu lắm mới được ngồi với con rể của ông bé hộ nha. Hay. Vô thêm hát nữa nè anh em. Mời mọi người. Vô. 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 Mọi người ăn uống tự nhiên nha. Anh á thiệt là có phúc quá nha. Được làm rể con nhà giàu có, quyền quý như vậy nè. Đúng là ông bà bá hộ á, nhân từ thiệt đó ha. Mà ở đây á, được ở rể nữa, người ta gọi là chuột sai hổ nếp phải không? Mà ở đây á, giống như là chó chui ngầm chạn đó. Anh nói như vậy á, chẳng khác nào với ảnh á, với chó, với chuột vậy đó. Đi, đi, đi. Thôi, vô đây, vô đây. Yes. Yeah. Chàng trai trẻ ơi, nghe ta nói nè, con đừng có giận dữ quá. Ông lão, mà ta sẽ có cái phép cho con sáng mắt. Ông nói thiệt hả ông? Thiệt chứ. Ông có thể làm cho con sáng mắt? Đúng vậy. Dạ, con đồng ý. Trước khi mà ông làm cho con sáng mắt á, ông có một cái thắc mắc này. Khi con sáng mắt ra thì cái người đầu tiên của con muốn nhìn thấy là ai? Dạ. Dạ, là vợ con. Ồ, dạ, đúng là một người chồng tốt nha. Bây giờ ông khéo quá phép cho con sáng mắt nha. Dạ, ông làm liền đi ông. Nghiêng qua đây nè. Dạ. Qua đây chút xíu. Dạ. Nhắm mắt lại. Đừng. À. Ông lão nè, có phải là con mở mắt ra, con sẽ nhìn thấy vợ con đúng không ông? Phải. Từ từ mở mắt ra. Dạ. Con mở nha ông. Mở đi, từ từ mở. Vợ con đây sao? Trời, lộn. Cái phép của ông là tới đây thôi. Còn con muốn gặp vợ con á, con phải chạy nhanh vô nhà nghe chưa? Dạ, con cảm ơn ông. Vợ ơi, coi chừng ta. Vợ ơi, coi chừng ta. Coi ta.
Ủa, ông đi đâu mà lâu quá vậy? Ở đây á, người ta ăn gần hết thức ăn rồi kìa. Bị gì vậy? Tôi đau bụng quá. Ăn cái gì không đấy? Tôi chịu không được luôn. Anh có sao không anh? Anh ơi, anh có sao không? Anh ơi, anh sao vậy? Xin mọi người tránh ra. Anh có sao không? Anh lại va vào đông đó hả? Khổ thân chồng tôi không? Vợ của tôi đây sao? Em thật là hiền lành, dễ thương và đáng yêu, giống như là anh đã hằng nghĩ vậy đó. Anh đã nghĩ về em như vậy sao? mà không phải, anh không cần nghĩ nữa, mà bây giờ anh đã thấy trước mắt anh đó là sự thật rồi. Em đã nghĩ có giây phút này khi anh nhìn em. Em nói vậy là sao? Không lẽ em đã biết anh? Chắc là sao? Ý mày á là cô vợ của anh cũng biết chứ gì? Thì đó, đúng rồi đó tụi con. Hễ mà thật lòng thương nhau á thì khó khăn gì cũng qua hết trơn. Vấn đề ở đây là phải thành thật với nhau, biết không? Dạ, tụi con biết rồi. Ngồi đây nha. Cô chủ quán xinh đẹp. Lâu lắm rồi á, Bùi đại gia mới ghé qua tủ quán của em đó nha. Thật ra thì mấy nay cũng bận rộn lắm, qua mới đánh hàng ở xứ Quảng về, cho nên bây giờ ráng cố gắng sắp xếp thời gian tranh thủ qua gặp em nè. Vậy thì hôm nay á, Bùi Khanh của em á phải uống cho thiệt say để bù lại những ngày cực khổ xuôi nam, chịu không nè? Hẳn nhiên rồi, ta đến đây á là vì cô em xinh đẹp, cho nên ngày hôm nay ta phải say vì cái đẹp đó mới được. Ô, Phạm Gia. Đi chung với ai đó? Một mình, cho gia nhân ngồi ăn bên kia rồi. Một mình hả? Nếu mà đi một mình á thì tôi mạn phép mời Phạm Gia đây ngồi đây uống chung rượu với tôi, uống có một mình nè. Mời. Có mỹ nhân kế bên còn buồn cái gì nữa. Nè mỹ nhân, em vào trong cho ta vài món nhắm ngon nhất của quán này để ta có thể tiếp đãi ông anh đại gia của tôi. Dạ, hai đại gia cứ tự nhiên. Mà nè, đại gia buôn trầm hương nổi tiếng nhất xứ Nghệ đó. Dạ, em xin chào đại gia. Cũng gần nửa năm rồi, tôi mới được ngồi chung với Bùi đại gia, nhà buôn gấm vóc lớn nhất xứ Thành Nghệ. Vừa rồi á, tôi mới vừa làm một chuyến vô xứ Quảng. Tôi hỏi thiệt Phạm huynh nha, gia đình lúc này như thế nào rồi? Cảm ơn Bùi huynh, bà Ngọc Trâm và cháu nhà tôi vẫn khỏe. Còn gia đình của anh thì sao? Còn bà nhà tôi hả? Trời ơi, vẫn bệnh hà rầm như ngày trước. Mà quan trọng nữa nè, cái dạo này hay ghen, mà ghen như là hoạn thư vậy đó huynh. Anh bay bướm như vậy, chị Ngà không ghen mới là lạ. Đàn ông mà, mình đi buôn bán cực khổ để kiếm tiền, rài đây mai đó, thì dạy gì trong những lúc khổ cực đó mà có bông hoa này nọ mình không chịu ngửi hả huynh? Huynh thấy không, con gái nhà ai mà đẹp như tiên giáng trần vậy đó. Nếu như Bùi Khanh này có thể đặt cược hết tất cả tài sản để có một người vợ như vậy thì Bùi Khanh cũng cam lòng nữa đó huynh. Bùi huynh thật là khéo ăn khéo nói, lựa lời làm vừa lòng nữ giới. Trời cho Bùi Khanh này dung mạo cũng không đến nỗi nào, lại được thêm cái tài ăn nói nữa,
nghĩ làm sao mà mình không sử dụng nó. Không sử dụng nó là phí của trời, Quỳnh ơi. Quỳnh nè, Quỳnh nhìn đằng sau cô chủ quán đi. Cái chủ quán này nè, nhìn xinh đẹp nõn nà vậy. Thực ra Bùi Khanh này ngán tới tận cổ. Tại sao? Nhìn mặt qua da phấn như vậy, nhưng thực ra ở trong đó, hả, toàn là sẹo trái rạ không. Sao anh biết? Bùi Khanh này không có nói gì sai cả. Phải nhìn được tận mắt thì Bùi Khanh này mới dám nói. À Hầu đâu? Cho thêm một bình rượu thượng hạng. Mà nè, mình rượu vào ra tiếng lại á, nói thì chúng ta cũng không có tin nha, nhưng mà tin hay không á là tùy Phạm gia thôi. Trong vòng 3 ngày nữa thì cô hậu xinh đẹp sẽ nằm trong tay của Phạm gia này. Đi đâu mà vội vàng vậy? Lại đây, hãy xòe bàn tay xinh đẹp ra cho ta thưởng ngoạn. Với bàn tay xinh đẹp này á thì chỉ có thể rót rượu và đếm tiền, tại sao lại có thể rửa chén rửa nồi được? Thôi em lui đi. Dạ, cảm ơn đại gia. Bộ huynh thật là đáo để bái phục. Tôi nói cho Phạm huynh nghe, trên đời này á không có người phụ nữ nào á mà Bùi Khanh này không chinh phục được. Và nên nhớ, dù chưa chồng hay có chồng thì đều sẽ chết với Bùi Khanh. Đời này làm gì có người đàn bà nào chung trinh với chồng hả Quỳnh? Người khác á thì tôi không biết, chứ riêng bà Ngọc Trâm nhà tôi á, Bùi Quỳnh nói vậy là hoàn toàn sai. Sai. Nếu mà Quỳnh nói như vậy á thì Quỳnh có dám thách đố với tôi không? Thách đố gì? Ông đi giao chuyến hàng này trong tầm khoảng một tháng đúng không? Cũng trên dưới một tháng. Tôi chưa biết á bà nhà Ngọc Trâm của ông, nhưng nếu như ông dám thách đố thì tôi dám cam đoan với ông rằng trong một tháng ông đi hàng về thì vợ của ông không còn chung trinh tiết tháo nữa. Quỳnh sai rồi, không bao giờ có chuyện đó đâu. Quỳnh nói ta sai hả? À. Vậy thì bây giờ Quỳnh có dám thách đố với ta không? Còn chần chờ do dự vậy là đâu có tin, mà chưa tin là tất nhiên là có bao giờ mình tin vợ mình đâu. Nếu như tôi thách đố với Bùi Quỳnh thì làm sao để phân biệt được thắng bại? Tôi sẽ đưa cho mình chứng cớ là vợ của anh gian díu với tôi. Và lúc đó ông phải đưa cho tôi 30 nén vàng. Ngược lại, nếu như mà Bùi Khanh này làm không được thì Bùi Khanh này sẽ đưa lại cho Quỳnh 30 nén vàng luôn. Quỳnh ơi, nhìn cái kiểu của Quỳnh đó là biết chắc chắn một điều, Quỳnh sợ đúng không? Quỳnh còn không tin vợ Quỳnh nữa mà. Được, tôi sẽ thách đấu với ông anh, bắt cả 50 nén vàng. Quân tử nhất ngôn. Chủ quán, lấy hai tờ giấy ra. Dạ thưa bà. Dạ thưa bà. Dạ con bán giải hội Bùi. Dạ xin muốn vào gặp bà. Chú đã nói với ông ấy tôi không mua giải đâu. Dạ người buôn giải nói là giải con họ Phạm nhà mình mua và nhà mang đến ạ. Vậy chú ra mời ông ấy vào đây đi. Dạ. Thưa ông, chẳng hay là ông từ đâu đến? Nghe gia dân nói là chồng tôi có tin về phải không? Tôi là Bùi Khanh, nhà buôn giải ở tỉnh Gia.
mấy hôm trước gặp ông Phạm trên đường đi phương Bắc buôn hàng. Ông Phạm cũng biết tôi là sẽ đến cái vùng này, cho nên ông có mua mấy sắp vải, rồi tiện thể bảo tôi ghé để đưa cho bà. Ông nhà tôi chừng đâu một tháng là về, sao ông ấy lại phải nhọc công ông thi vậy? Tôi nghe nói ông Phạm chuyến này đi hàng cũng phải mất là ít nhất 3-4 tháng mới về. Mà bà đừng có băn khoăn làm gì, tôi cũng phải giao một số gấm vóc đồ là cho ông đi bà. Ông đợi tôi một chút, tôi lấy nước mời ông. Có được người vợ sắc nước hương trời như vậy mà lại còn ráng đèo bồng mấy cô ca nhi, thiệt là đáng tiếc. Giải của bà đây, bà cứ xem cho kỹ. Mà cũng tiếc thiệt, ông Phạm là người giàu có nhưng lại mua cho vợ mình toàn là những loại giải thô, thì làm sao mà có thể xứng đáng được cái nét nghiêng nước nghiêng thành của bà. Thưa ông, chồng tôi đi buôn cực nhọc, ông ấy còn lo cho tôi là quý lắm rồi. Giả lại tôi cũng quen giản dị, không có cần gấm vóc lụa là đâu. Đành là vậy, nhưng thiếu đi gấm vóc lụa là thì người phụ nữ sẽ đánh mất đi vẻ quyền quý và cao sang. À, tôi thì còn mấy khúc vải quý ở trong tay nải nè, bà cứ xem đi, nếu như mà ưng ý á thì tôi để giá rẻ cho. Bà xem đi. Mua cho ca nhi á thì mua toàn loại đắt tiền, còn mua cho vợ thì toàn là loại rẻ. Ông Phạm sang nhà mình thiệt là... Ông nói ông Phạm nhà tôi việc gì? À, tôi đâu có nói gì đâu. Thực ra đây là chuyện đàn ông mà. Thì ông Phạm nhà có mua một số gấm vóc lụa là loại thượng hạng cho những cái cô trên tỉnh gia. Thôi, tôi không có nói gì hết nha. Cái miệng tôi nói sai quá. Thôi, bà đừng có bận tâm nghe. Bà cứ chọn tùy thích. Bà thích mảnh nào á thì tôi tặng cho bà mảnh đó. Còn nếu như bà thích hết mọi thứ thì tôi cũng sẽ tặng tất cả cho bà. Phạm Sang phản bội vợ theo ca nhi. Ngọc Trâm đừng buồn. Bùi Khanh này sẽ lo cho nàng. Xin chủ dọn tất cả gấm vóc lụa là này về cho. Tôi là gái là có chồng, mong anh giữ gìn ý tứ. Gia nhân đâu? Tiễn khách. Cái con đàn bà cứng đầu cứng cổ này, suốt ngày nó cứ ru ru ở trong nhà. Coi bộ mình dùng lụa là gấm vóc, lời nói ngon ngọt dụ dỗ là không được. Phải mau chóng tìm cách khác thôi. Nếu không thì mình sẽ thua trắng 50 nén vàng thì sao? Em tưởng đâu á là 3 tháng nữa mình mới về.
có người nói với em á, xong việc mình sẽ ở lại tỉnh Gia một thời gian. Xong việc thì về, chứ lại tỉnh Gia làm cái gì? Ủa, ai nói với mình là 3 tháng tôi mới về? Chào Phạm Gia. Chào Bùi Đại Gia. Bữa nay rảnh rỗi ngồi uống trà ta. Ông đến đây để chung thua cuộc 50 nén vàng đúng không? Cá thì cá như vậy thôi, chứ chỉ cần ông chung 20 nén vàng cũng là quân tử rồi. Đã chấp nhận thách đố, người nào thua thì phải chung đủ. Đó mới là danh dự của người quân tử. Đâu, bản giao ước đâu? Lấy ra đây. Được. Đây. Rồi, bản giao ước nằm đây. Vậy làm phiền ông Phạm mời bà nhà ra để mình biết ai là người thắng và người thua. Mình ơi. Chào bà Ngọc Trâm. Bà còn nhớ tôi không? Ông là nhà buôn giải Bùi Khanh ở tỉnh Gia. Vậy thì bây giờ ông sang á phải chung tôi 50 nén vàng, vì ông là người thua cuộc. Ông có chứng cứ gì mà nói rằng tôi thua cuộc? Ông nghe cho rõ nè. Dưới rốn của Ngọc Trâm hai đống tay có một nút ruồi màu đỏ bằng đầu đũa. Tôi rằng bà tắt nết. Chồng đi chưa đầy một tháng mà lan trải với người đàn ông khác. Đi ra khỏi nhà tao ngay lập tức. Mình à, em không có làm cái gì hết. Em không có lan trải gì hết. Tại sao mình lại gán cho em cái tội tài đình như vậy hả? Em đi. Mình ơi, cô câm miệng lại. Cô không ăn nằm với nó mà nó biết dưới rốn cô có nút ruồi son hả? Đi. Anh khỏe không? Ngọc Trâm nè, tôi không quen biết với loại đàn bà lăng loạn dâm đảng. Chồng vừa bước ra khỏi nhà lại đi lan chạ với người đàn ông khác. Lúc mà ông Sang cưới nó về á, con gái trong làng mình á, ai cũng ước mơ được như nó hết trơn. Ông Sang ha, ông vừa đẹp trai, hiền hậu, biết làm ăn nữa. Không hiểu sao lấy nó thiệt tội nghiệp. Mà nghe nói ông lấy nó về á, ông cưng nó như trứng mỏng gì đó. Rồi hai vợ chồng có nhau đứa con trai, hiền lành, tuấn tú hết sức gì đó. Ồ vậy hả? Ừ. Chồng con như vậy á, mà không biết còn đòi hỏi gì nữa. Ông Sang á, ông đuổi nó ra khỏi nhà là may cho nó lắm rồi đó bà. Gặp người đàn ông khác ha, người ta đánh cho thân tàn ma dại, lết xác về còn không nổi á, nói gì đi lang thang trên đường, trên xóm này, cho nó dơ làng, dơ xóm mình. Đúng rồi. Coi mua bánh tét coi. Bán cho con một cái bánh tét đi. Không có bán. Cái này có người mua rồi, không có bán đâu. Hửi hơi tơ lụa no rồi, ăn bánh tét làm gì? Cái thứ đàn bà cắt nết, sao không chết phức cho nó rồi đi? Sống chi cho nó chặt đất vậy? Hay là mình chết cho rồi, sống nhục nhã quá, đi đâu cũng bị mọi người khinh rẻ, phỉ nhổ như thế này thì làm sao mà sống được đây? Bây giờ lấy quần áo làm dây treo cổ là hết mọi chuyện. Cháu Ngọc Trâm phải không? Không thưa cô. Cháu không nhận ra bác, nhưng mà bác mới vừa nhìn cháu là
bác nhận nha ra nghe. Dạo đó đó, con Thủy nó đẻ non, nếu mà không có cháu giúp đỡ, chu cấp về tiền bạc, thì chắc giờ hai mẹ con nó mồ đã xanh cỏ rồi đó. Dạ, hai mẹ con của Thủy có khỏe không bác? Thằng nhỏ nó mập cùi cùi hà. Vợ chồng con Thủy làm ăn cũng đủ sống. Dạ. Ngồi xuống đây, bà nói cái này cho nghe. Cả làng, cả huyện, ai cũng chê trách, chửi bới con đủ điều hết. Nhưng bác không có tin, vì bác nghĩ người như con thì không thể một ngày, một bữa mà thay lòng đổi dạ như vậy được. Con chỉ muốn quy sinh chết đi cho rồi. Con bị hàm oan mà không có cách nào giải được. Bậy nè, con mà chết rồi thì ai giải oan cho con đây? Không giải oan được á thì cái nỗi nhục này đâu phải chỉ là chuyện của riêng con. Rồi sau này con của con lớn lên, nó sẽ tủi thân về chuyện của mẹ nó. Thôi bây giờ về nhà bà ở đi con, rồi từ từ mình tính tiếp ha. Cây ngay thì không có sợ chết đứng. Dạ. Ơ, cuộn giấy gì rớt vậy con? Dạ, đây là cuộc giấy hách đố An Nghiệp đã hại gia đình con tan nát. Thôi bây giờ cất đi con, cẩn thận đó, để không thôi nó rớt nữa đó. Đi con. Bẩm quan, có việc gì? Dạ, có một người đàn bà túm áo một người đàn ông dẫn vào huyện đường, xin được gặp đại quan. Người có biết lý do vì sao đòi gặp ta không? Bà ấy nói ông kia quỵt nợ 20 nén vàng, còn thấy ông ta láo liền định bỏ chạy nên giữ ông lại thưa quan. Cho vào. Dạ. Đầu đuôi như thế nào thuật lại cho ta nghe. Bẩm đại quan, người đàn ông này đã mượn con 20 nén vàng và định giật nợ. Con gặp hắn ngay trước cửa huyện đường nên lôi hắn vào đây cho quan xét xử. Bẩm đại quan, cái con mụ đàn bà này nè, nó đang vu oan cho con. Con chưa hề quen biết bà ta, chứ đừng nói đến cái chuyện con mượn vàng. Nhà con giàu nhất cái vùng này, nghĩ làm sao mà con lại mượn bà ta 20 nén vàng cho được. Ngươi tên gì? Dạ, con là Bùi Khanh. Ngươi tên gì? Lặp lại cho tôi nghe coi. Dạ, con là Bùi Khanh, ông chủ tiệm tơ lụa lớn nhất cái vùng này. À, chỉ ra là tên Bùi Khanh đây. Thằng này là thằng Sở Khanh, mà đã bao lần dân chúng thưa kiện về việc nó dụ dỗ đàn bà con gái, nhưng không thể gọi nó lên công đường hỏi tội nó được, bởi vì thiếu chứng cứ. Nay bị đàn bà lôi cổ vô đây đúng là tới số rồi đó. Nếu như mà quan không có tin á thì cứ hỏi bà lớn nhà. Bà lớn với tiểu thư á là khách hàng thường xuyên lui tới mua tơ lụa của con. Ngươi nói làm sao? Vợ và con của ta thường hay đến nhà của nhà ngươi à? Dạ, rất nhiều lần. Thôi được rồi, chuyện đó ta sẽ xét sau. Bây giờ ta xử việc này trước. Ngươi và người đàn bà này quen biết như thế nào? Bẩm quan lớn, con nói một lần nữa nha, con thề là con không có quen biết cái mụ này. Bà kia, Bùi Khanh nói là không quen biết với bà, sao dám vu oan cho người ta là mượn nợ của bà? Thưa đại quan, con bị vu oan, kính xin đại quan xem tờ giấy này. Ngươi một mực nói là không quen biết người đàn bà rồi phải không? Vậy thì tại sao ngươi dám lớn tiếng cho là đã ăn nằm với người ta? Đây là Ngọc Trâm, vợ của Phạm Sang, ngươi không nhận ra sao? Dạ. Không, có biết cái vụ cái nốt rồi son. Nhà ngươi thật là to gan,
giả văn nói hai lời trước quan của triều đình à? Dạ bẩm quan, bẩm quan. Chuyện gì? Có một người đàn ông và một người đàn bà muốn vào đây xin gặp quan. Ta đang xử kiện, chờ đó đi. Đó là chồng con và bà Mũi Xuyến. Con bị tên Bùi Khanh này du quan nên bị chồng đuổi ra khỏi nhà mấy tháng nay. Con suy nghĩ mãi mới hiểu được nguyên nhân vì sao con bị du quan, nên con mới đi tìm Bùi Khanh. Khi thấy hắn thường đi ngang cửa huyện đường, con nhờ người về gọi chồng con và tìm cách kéo bà Mũi Xuyến tới đây. Con nhờ đại quan xử quan cho con. Kéo bà Mũi Xuyến đến đây để dễ quan cho nhà ngươi à? Như vậy là sao? Bẩm đại quan, nốt ruồi xoan dưới rốn con mới lộ ra khi con mới 16 tuổi, chắc chắn chỉ có chồng con và bà Mũi Xuyến biết thôi. Do vậy con nghĩ là bà Mũi Xuyến có liên quan tới vụ này. À, thì ra là như vậy. Rất là hữu lý. Lính, cho họ vào. Dạ. Mũi Xuyến. Dạ. Chuyện như thế nào? Dạ, bẩm quan, con không có cốt ý hại gia can của Phạm Sang, cũng tại cái ông Bùi Khanh này nè. Mời Bùi đại gia dùng thêm chén trà nữa. Chuyện là như vậy, bọn đàn ông chúng tôi có thách đố với nhau, nhìn tướng, đón mục ruồi và đón vết bớt của những người phụ nữ. Mà từ hồi đó đến giờ á, các cô nào á mà tôi nhắm á, tôi đoán đều được hết. Chỉ có mỗi Ngọc Trâm, tôi nhìn bà ta từ dáng dấp đến mọi thứ không thể nào tôi đoán được. Thiệt là khó cho tôi quá. Tôi làm bà mụ đã hơn một chục năm rồi, tôi đỡ đẻ không biết bao nhiêu là người. Với các sản phụ á, tôi quan sát rất là kỹ. Tại vì những dấu vết ngoài da của họ có thể giúp tôi biết là họ sanh khó hay là sanh dễ. Bà Ngọc Trâm, vợ của Phạm Sang, có một đặc điểm hiếm có người nào có được. Nhưng đó là việc riêng tư của bà ấy, tôi không có quyền nói với bất cứ người nào. Vậy với hai nén vàng này, tôi biết được điều bí mật chăng? Bốn nén vàng này, tôi có thể biết được bí mật của thiên hạ. Nhưng mà ông phải hứa với tôi là ông không được lấy cái chuyện này ra để làm việc bậy bạ mà ảnh hưởng tới danh dự của bà Ngọc Trâm. Nè, tôi hứa với bà, bằng danh dự của một nhà buôn giải này. Dưới rúng của bà Ngọc Trâm cách khoảng 2 lóng ngón tay có một nốt ruồi son to bằng cái đầu đũa. Bùi Khanh, những lời bà ta nói có đúng như vậy không? Hả? Người không nói được phải không? Vì là đúng rồi chứ gì? Phạm Sang, nhà ngươi có một người vợ rất là đức hạnh, chị không biết trân trọng, lại đem ra làm trò thách đố hơn thua. Đáng lẽ ta bỏ tù nhà ngươi rồi, nhưng xét thấy vợ ngươi vừa được giải oan, ta cho vợ chồng nhà ngươi đoàn tù, chỉ phạt 20 roi để nhà ngươi nhớ đời. Dạ, con biết tội, con đội ơn đại quan. Mũi Xuyến. Dạ. Xưa nay nhà ngươi làm nghề đỡ đẻ, nhưng ngươi lại hám vàng, hại gia can của người khác. Tội ngươi đáng lý ra phải phạt tù, nhưng xét nhà ngươi đã có công giúp đỡ cho nhiều phụ nữ ở trong huyện, được mẹ tròn con vuông, nay ta thu hồi 4 nén vàng, xung vào công quỹ, chỉ phạt nhà ngươi 10 roi về tội hám lợi hại người. Dạ, con biết tội con, con đội ơn đại quan. Bùi Khanh, nhà ngươi có 3 tội. 1,
Ngươi phạm tội thách đố thua mà lại gian lận. Ngươi phải trả cho Phạm Sang 50 nén vàng và chung 50 nén vàng khác cho Phạm Sang. Hai là những người phạm tội dùng mưu ma trước quỷ để bôi nhọ danh dự của Ngọc Trâm. Ở đời, danh dự của người là lớn hơn cả. Và tịch biên tài sản của nhà ngươi để đền bù danh dự cho Ngọc Trâm. Ba, ngươi là một tên sở khanh, xâm hại rất nhiều đời con gái và phá hoại rất nhiều gia đình. Lính cho người xâm vào trán của hắn hai chữ sở khanh, để hắn đi đến đâu mọi người biết bản chất của hắn mà xa lánh. Không, Đại Quan, Đại Quan, có phẩm Đại Quan, ngang lại Đại Quan. Đại Quan ơi, Đại Quan làm gì nào? Đừng cứ xâm lên trán con Đại Quan, đừng cứ xâm lên trán tôi Quan ơi. Tôi lại Quan, ngang lại Quan, Quan ơi.